có thể là nỗi đau của Apple năm tới. Apple đã trở lại khá ngoạn mục với loạt iPhone ra mắt năm 2019. Dự kiến táo khuyết sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone 2020 và tất cả đều hỗ trợ mạng 5G. Tuy nhiên, theo Gen Munster, đối tác quản lý của Loop Ventures, tin rằng doanh số iPhone 5G của Apple có thể gây thất vọng trong năm tới. Do mạng 5G chưa thực sự phổ rộng ở Mỹ, trong kỷ nguyên mạng 3G, Apple ra mắt iPhone hỗ trợ mạng này vào năm 2008. Chiếc iPhone đầu tiên của Apple hỗ trợ mạng 4G, iPhone 5, xuất hiện năm 2013, có vẻ như thời điểm hiện tại chưa thực sự phù hợp với iPhone 5G. Hiện tại, T-Mobile đã thành lập mạng 5G trên toàn quốc tại Mỹ, trong khi các nhà mạng khác đang dần mở rộng phạm vi phủ sóng 5G. Gen Munster cho rằng, iPhone của Apple sẽ đóng một vai trò lớn, nhưng việc quảng bá và phủ sóng của các nhà mạng sẽ phải mất một thời gian nữa. Điều này sẽ khiến Apple thất bại Munster cho biết doanh số iPhone 5G của Apple vào năm sau sẽ khiến các nhà đầu tư thất vọng. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng của lượng người dùng 5G vẫn chưa tăng cao. Theo CEO Verizon, Han Westbrook, chỉ có khoảng 50% người Mỹ có điện thoại 5G vào năm 2024. Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 9 vừa qua của hãng nghiên cứu Piper Jaffray, với 1.050 người dùng iPhone hiện tại cho thấy, chỉ 23% người dùng sẽ nâng cấp lên iPhone 5G có giá 1.200 đô la Mỹ. Điều này sẽ khiến doanh số của iPhone 5G gây thất vọng